Hồi thứ 76 Trung hậu chinh phục Thanh Châu Bạch Liên phá quần yêu trận Nói về Ngô Trung Khi ở trên giọng địch lầu Thấy bên quân tề có một vị đại tướng Đi xem khắp hết địa cuộc Rồi lại bèn lên trên hồng núi cao Mà dòm ngó vào trong thành ngô trùng thấy vậy bèn kêu chúng tướng lại hỏi rằng có ai biết tướng tề ấy tên họ là chi chăng khi ấy có hạ nhơn và hạ trí thưa rằng người đó là điền đơn tiểu chúa thiệt là võ nghệ cao cường ngô trùng lại nói tề binh tới đây đã có mấy bữa không thấy hạ chiến thư chắc là có mưu chi hay là chờ đại binh nó tới bữa nay nhưng trời tối phải dùng kế cướp dinh dẫu cho mấy dạng dinh tề cũng phải tiêu trong nửa khắc nói rồi truyền chúng tướng sửa soạn cơm nước để tới trời khởi hành lúc lối đầu canh ba ngô trung làm ám hiệu mở cửa xông ra thẳng tới dinh tề mà dùng những quả công quả pháo bắn giải vô dinh tức thì lửa đỏ hừng trời tam quân ùn ùn đuôi chạy Tấm dạng tống thiên đã thức bía chung lòng chung hổ cũng kinh hồn Điền đơn dùng kế hồi thương Ngô trùng lại phân hai hỏa kích Đâm trúng điền đơn vào dây một vết Nhào xuống ngựa tức thì Trung lòng trùng hổ chạy tới một khi Cứu tiểu chúa sinh phương tẩu thoát Ngô trùng thừa cơ theo rượt Tống thiên tống dạng đến cản danh đường Trung lòng trùng hổ mới rảnh tay Phò được điền đơn thoát khỏi Hai tướng tề đánh ngô trùng hơn sáu chục hiệp Cũng đều bỏ chạy tan tành Hạ Nhân với Hạ Trí lễ đồ binh áp tới giết quân tề vô số. Bóng kim ô vừa ló dạng Ngô Trùng mới thâu binh đắc thắng về thành. Vừa sáng ra Điền Đơn và chúng tướng chạy lên trên núi cao tra điểm quân sĩ thấy hao hơn phân nửa. Thầy trò đang lúc buồn bực phút đầu thấy Điền Nguyên dẫn binh có tới đông dày. Anh em gặp nhau mừng rỡ vui dày hiệp binh lại làm một đóng dinh đợi lệnh. Qua ngày sau, anh em còn ngồi đàm đạo việc Ngô Trung là một tay lợi hại trên đời, không biết tính cái chi trừ cho đặng tặc thần. Bỗng thấy quân thám tử chạy về phi báo rằng Nương nương ngựa giá đáo lâm Xin nhịp dịp dương gia xuất binh nghinh tiếp Hai anh em nghe báo cả đẹp Liền truyền quân sửa soạn ra khỏi dinh tiếp trước Trung hậu vào rồi Bá quan đều tới triều bái Điền đơn mới tâu bày các việc bại binh Trung hậu nói Thắng bại binh gia là thường sự Dương Nhi chẳng có sao mà phòng lo Nói rồi Bèn truyền quân đưa tù xa Hạ Nghiên Xuân tới dưới thành Kêu Ngô Trung bảo đầu hàng Bằng không thì phân thay hạ thị Quân giữa thành nghe rõ vào báo lại cho Ngô Trung với Hạ Nhân Hạ Trí hay Ba người liền dắt nhau lên thành xem Thì quá thật Thấy đều rơi luyện ngọc mới có tiếng kêu binh tề bảo đừng hạ thủ kế đó bỗng thấy một trận cuồng phong rất hung dữ coi rõ là Diên quản hiện nguyên hình tới bên tù xa đòi truy hồn hạ nghinh xuân rằng mi sẽ dám bội thường nghịch lý đi thông gian với ngô khởi nở lòng con lại giết cha nay ta đã đầu trạng với diêm la bảo bắt mi xuống trảo kha đối cứu Hạ Nhân và Hạ Trí nghe nói mấy tiếng như vậy, biết cha mình đã bị thác oan, anh em đều nhau ruột nát tan, bèn kêu Nghinh Xuân mắng, nói rằng Loài thú vật còn biết đàn phán bội, huống chi người mà đành đoạn giết cha, tội đã ưng xẻo thịt lóc da, cho rõ tội con nghịch lý. Mắng rồi lại kêu quân tề nói rằng Chúng bay vào tâu cùng Trung Quốc mẫu, xin mau tru lục hạng nghiêm Xuân, rồi chúng ta hiến thành, chẳng mệt công sĩ tốt. Quân tề nghe rõ, bèn vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu truyền quân trồng một cây cao, bắt trao đầu nghinh xuân lên, rồi lóc từng miếng thịt. Khi ấy huyết luôn mãn địa dây lát hồn xuống hắc thiên. Hạ nhơn hạ trí xem thấy rất bằng lòng. Còn Ngô Trung thì không chịu hiến thành quy thuận. Lúc đó, Trung Hậu nổi giận, truyền Điền Nguyên phá công thành trì. Giang trời pháo nổ tước di quân sĩ Thanh Châu chết để vô số Ngô Trung tính bề cử không nổi mới rút gươm ra kêu trời và nói rằng Xin hậu Châu Dương xét rõ chẳng phải Ngô Trung này không đền nghĩa chúa tôi ngặt vì thế đã chẳng địch rồi vậy xin liều mình cho trọn nghĩa Nói gì dứt tiếng thì đã rơi giọt máu hồng hồn Trung Nghĩa thẳng sông lên chính bệ Tế sau lại đầu thai qua Đức Nghị cùng bàn quyên đánh trả với Tề Dương. Khi Ngô Trung đã tử trận, quân sĩ đều mạnh ai nấy kiếm đường đi. Điền Nguyên thừa thế phá đặng thành trì, hạ nhân hạ trí cũng đều bỏ mạng. Trung hậu vào thành rồi xuất bản an dân và trường quân hậu tán thi hại Ngô Trung trọng thể. Nghĩ binh tại đó ba ngày rồi để Trung Long, Trung Hổ giữ thành, bổn binh kéo thẳng Lan Gia, Điền Côn bị hãm. Nói về Hồ Ông Khi thấy trận Cô Lâu đã bị phá tan, bèn hóa ngũ độn bay qua bên Đông Hải, viện dẫn đặng binh nước miêu tới dây hàng, thành Lan Gia. Điền Côn nhờ có bảo bối của Trung Hậu đưa là tám sợi dây gai và 12 cái ống tre, đem để lên trên bốn phía thành, chẳng khác như thiên binh vạn tướng nên yêu thuật không làm chi nổi. Lúc này hồ ông đang thân trướng, xảy nghe quân vào báo rằng Ở giữa trời có sáu đạo hồng quang xa xuống, xem như thể có sót vị thánh thần, chúng tôi chẳng hiểu sự nhân nên phải vào đây thưa rõ. Hồ ông bèn đến tay là một quẻ, mới biết là thánh mẫu bạch liên. Đến thế này chẳng khỏi oan khiên Chắc là uống công nghiệp thiên niên đắc đạo nghĩ rồi bèn truyền quân đặt bày hương án mà cầu với hải quỷ lão sư mùi hương bay thấu tới dương ba cổ động hải quỷ rõ rồi các diệt rồi truyền đạo đồng kháng thủ động môn liền đàn dân đi đến lan gia quân giữ trại chạy vào thông báo hồ ông vội vàng ra tiếp rước hải quỷ vào trung dinh trà nước rồi hồ ông mới phân trần tự sự và thưa rằng vô diệm thị cuồng khi đệ tử phá trận cô lâu và trừ tuyệt cô hồn. Mới đây đệ tử có đặng mưu Binh, Bạch Liên lại muốn hạ thần giúp sức. Đệ tử liệu bề thắng nó không nổi, nên phải cầu cướp với thầy, xin lão sư giúp một cánh tay, bằng không thì đệ tử phải trốn đi xứ khác. Hải quỷ là một tay háo thắng, nghe hồ ông nói khích thì nổi giận bèn đáp rằng, để bần đạo lập trận quần tiên, chẳng sợ chi Bạch Liên cùng chung hậu. hồ ông lại nói trận cô lâu thầy dạy tôi đó không khá như có trận thì hơn nữa xin thầy hãy lập đi chứ đừng bắt chước như trận cô lâu mà bị người ta khi dễ nữa hải quỷ nói bây giờ có chỗ nào sạch sẽ hãy dẫn ta đi xem coi hồ ông đáp ở gần đây có một chỗ gọi là lạc chung đường xin sư phụ tới đó xem coi như được thì truyền quân tu trúc nói rồi hai thầy trò dắt nhau đến xem hồi lâu hải quỷ nói rằng chỗ này cũng dùng được nay phải truyền quân làm một cái lư bằng hồ ông truyền miêu binh làm cho một lát hải quỷ xem đã vừa lòng rồi cùng nhau trở về an nghỉ đến đầu giờ tí sẽ tụ tới thỉnh tiên qua đầu canh ba hải quỷ dắt hồ ông lên trên thư bằng cầm gươm bỏ tóc xỏa miệng niệm thần chú thỉnh hết các vị tiên về lầu thấy thiên yêu dạng quái tới trước pháp đài chào hỏi rằng Chẳng hay hai đạo huynh mời anh em tôi tới đây có chuyện chi chăng? Hải quỷ đáp Vì vô diệm bị thế lê sơn pháp lực Khi dễ học trò ta Nên phải mời các đạo huynh tới đây Hãy vì thần đạo giúp sức một phen Yêu quái đều y lời hết Chia ra năm hướng trấn thủ Số là chung hậu hãy còn tai nạn nên khiến hải quỷ lập ra trận này. Nói về Bắc Lộ Dương Khổng Đại, lãnh binh đi cướp diện thành Lan Gia. Khi đi đến một tòa núi cao, thấy có một đoàn binh sông sáp đánh, đòi tiền mãi lộ. Khổng Đại nổi giận, hoa búa đánh với độc cô Xuân hơn ba chục hiệp. Độc cô Xuân bỏ chạy, Khổng Đại khi ấy bắt được một tên đầu mục mới hỏi rằng Núi này là núi gì? Còn chú trại mi tên họ là chi? phải nói cho thiệt còn trong núi được bao nhiêu lương thảo mau mau đem ra nạp hết cho ta thì ta mới tha bằng không thì ta đốt tiêu cả núi tên đầu mục thưa rằng đại dương tôi là độc cô xuân danh tự núi này là núi cửu thiên sơn có bao nhiêu bạc tiền lương thì giao cho em gái là nữ ma dương quản lãnh khổng đại nghe vậy bèn tha tên đầu mục Bảo trở về phi báo cha mau Tên đầu mục liền lạy tạ Ông đầu chạy về núi điều trần sau trước Nữ Mai Dương là Tú Anh nghe báo Liền sắm sửa xuống núi Vừa thấy khổng đại liền dục ngựa tới hỏi rằng Tướng kia tên họ là gì Sao dám tới đây làm ngang như vậy Khổng đại đáp rằng Ta là dòng thánh dân hậu đại Được phong làm bắt lộ dương lại là con nuôi của Trung nương đương tên là khổng đại tú anh nghe nói mới nghĩ thầm rằng lúc hạ sơn thầy ta có dặn dân duyên phải kết với khổng gia thiệt là lời thánh mẫu nói chẳng sai ngoa tới bây giờ mới rõ nghĩ rồi bèn nói rằng anh tôi vốn không biết nên tôi xin cam chịu lỗi với dương gia vậy xin mời dương gia lên núi nghỉ chân đợi anh tôi sẽ về phân qua thú tội. Khổng đại trong lòng nhút nhát, sợ khi mắc phải mưu gian, bèn hô búa đánh liền. Tú Anh cũng đưa đao ra đỡ, đánh được vài chục hiệp. Tú Anh trá bại chạy dài, khổng đại cũng dục người đuổi theo. Tú Anh xem thấy mừng thầm trong bụng, liền lấy cái kim câu tế lên và niệm chú. Tức thì kim quang sáng chói một dòng, trói mình, khổng đại dễ dùng không được, lâu là áp vào đồng thủ bắt khổng đại đem về đi nửa đường gặp độc cô xuân anh em cùng nhau chuyện giảng tú anh bèn thuật hết các lời của thánh mẫu dặn cho độc cô xuân nghe độc cô xuân hết sức vui mừng liền mở trói cho khổng dương thân và dắt về dinh cùng trò chuyện rằng em tôi vẫn dân định bà hỏa dân thánh mẫu ở đây chờ dương gia cũng đã lâu ngày Vậy hôm nay anh em tôi xin cùng tề giúp sức một tay và cho duyên cá nước xuân dày can lệ. Nói rồi, truyền quân dọn tiệc khoảng đại khổng dương thân. Khổng đại khi ấy đáp rằng, việc đó hãy còn đó, xin để tao cùng Trung Quốc mẫu đặng hay. Độc cô Xuân mới hứa rằng, duyên hội ngộ là duyên túc đế, xin duyên gia đừng nghi ngại mà trễ nãi ngày giờ mấy thu trời lòng đợi chờ này ha để lẳng lơ kim cải khổng đại nghe nói phải bèn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp rằng nàng đã thiệt có lòng đoái tưởng tôi há dám đem giả tuế trừ võ sáu thao lược ba có dư sắc nghi nước nghiên thành cũng xứng đọc cô xuân nghe khổng đại đã thuận liền truyền quân đặt bày lễ vật cho hai người đảo cáo với trời đất nước đồng phòng sáng tỏ vui dày cơn thích chí nó cười nghiêng ngửa cuộc phong lưu ai cũng thế tình còn dài mà đêm nọ ngắn không hay tang sương vừa rõ mặt người đọc cô xuân liền truyền cho đầu mục thiêu dinh bạc trại lương thảo bạc tiền tan tải anh em đều quy thuận tề bang dựng cờ nổi trống lên đàn thẳng tới lan gia đặng cướp diện Nói về khi Trung Hậu đồn binh tại ngoài thành Lan Gia xong rồi, bỗng thấy trận gió thổi qua. Trung Hậu liền nói với Điền Nguyên rằng, Điểm này thiệt là bất lợi, phải đề phòng sự cướp trại thôi dinh. Trung Hậu vừa nói dứt tiếng, thấy quân kỳ bài vào báo rằng, Phía đông có miêu binh kéo tới, một người cầm hai ba ngọn phi đao, đi như gió thổi rất mau, nên chúng tôi phải vào tâu lại. Trung hậu nghe báo, mẹ con liền dắt nhau ra xem thử coi. Quả thấy miêu binh đi tới như gió thổi cắt bay, ngọn phi đao ào ào đến dường như sấm chớp. Tề binh chết thôi sắp lớp, Xuân Dương xem thấy kinh hồn. Trung hậu liền niệm chú hô phong, liền thấy thần phong bá cửa rồng xa bay tới. Làm cho cắt bay cây ngã, thổi miêu binh nằm ngửa nằm nghiêng. Quần miều đùa nhau chạy trở vì dinh. Miều dường thấy dậy hồ phi phát tán, mới nói rằng, để quả nhân thô bình về nước chứ ở đây thì chết hết chẳng còn hồ ông khi ấy nói rằng thầy ta đã lập trận quần tiên vô diệm không tài chi mà sống nổi dù có cao cường tiên pháp cũng không chấp cánh lên trời được miêu dương nghe nói an tâm mới chịu trở về dinh mà an nghỉ Còn chung Hậu lại xem thiên văn Thấy vì sao của mình còn có tai linh sung hãm Thì buồn rầu bèn làm một bức giảng thiếp để lại cho Bạch Liên Và một bức nữa để cho khổng đại Biết xong rồi giao hết cho Điện Nguyên Dặn đề phòng khi nguy cấp Và lại dặn rằng Như ta có bị hãm vào trong trận Thì ở dinh phải treo miễn chiến bài Chứ nên cùng yêu đạo giao phong ắt phải lầm ngộ sự Điền Nguyên lạnh lấy phong thư Đợi chờ khi ngộ biến Cả ngày sau hồ ông lãnh ba ngàn miêu sĩ Thẳng tới tệ dinh khiêu chiến Trung hậu bèn sửa sang xuất trận Chúng tướng ai nấy cũng xin đi theo Trung hậu mới nói rằng Trận quần yêu này rất thiệt hiểm nghèo Các tướng muốn đi theo ta không được Chúng tướng thể điều ra nước mắt rồi đưa Trung Hậu xuất dinh. Trung Hậu khi ra tới trước trận, Hồ Ông thấy có nữ tướng đến, thì đã biết rõ chung nương nương, bèn hoa đao sốc tới chém đùa. Hai người đánh có dư trăm hiệp. Hồ Ông lấy làm kinh khiếp, liền quất ngựa chạy dài. Trung Hậu cũng giục thú đuổi theo. Hồ Ông cảm mừng, quất ngựa thẳng vào quần tiên trận. Lúc Trung Hậu đi đến nơi lạc chung đường, Bèn đứng lại mà nghĩ thầm rằng Bây giờ nếu mình không vào trận Thì là trái ý trời Bốn mạng có tảng tai Chạy đi đâu cũng không khỏi Nghĩ rồi lấy cái thần tiêu pháp Là cái khăn của bà Lê Sơn cho Đội lên trên đầu Rồi bước chân vào trận Khi Trung Hậu vào đến trong trận Thì thấy thiên hôn địa ám Gió thảm mưa sầu Yêu ma bu tới rất đông Mà Trung Hậu chẳng có một phân nào khiếp sợ Hải quỷ ở trên lư bằng xem thấy Liền giống tụ yêu chung Kim quang muôn đạo thẳng xong Yêu quái đều hành hung áp tới Độ bốn phía đông tây nam bắc Theo bốn hướng thủy hỏa một kim Còn chung hậu một mình tả đồ hũ sông Phá bốn phía như trời nghiêng đất lỡ mà không nổi May nhờ có Lê Sơn bảo bối Nên đồ yêu quái không dám tới gần Hải quỷ thấy vậy nổi sung Truyền yêu quái kiếp dùng pháp bối kẻ thì dùng kim định hải người thì dùng thước lượng thiên lớp thì hóa tẩu thạch phi sa lớp thì hiện kỳ dị hình trạng nhưng mà chung hậu nhờ có tiên phách nên hiện ra trong đó sen vàng bốn bên sáng sợi tường quang đồ yêu bảo chẳng dám xa xuống sát hại bầy yêu quái thấy điều kinh hoảng đem nhau tại tứ tận xa xa còn chung hậu thì bị hãm vào trong trận yêu ma đánh hoài mà ra cũng không khỏi đây nhắc về Điền Nguyên chân lệnh Trung Hậu ở nhà giữ dinh đã tới một ngày mà thấy không Trung Hậu chưa về bèn truyền quan đặt bài hương án đảo cáo với thiên địa quỷ thần đang lúc hướng nguyện bỗng thấy quân nhân và báo rằng có bắt lộ dương khổng đại đem cứu binh tới rồi Điền Nguyên nghe nói rất mừng vui tưởng như được châu báo vào tay khổng đại lúc gặp Điền Nguyên rồi cũng mừng rỡ liền thuật lại hết các việc chiêu thân với tú anh cho điền nguyên nghe điền nguyên cũng vui cười và nhắc tích lại khi Trung quốc mẫu sửa soạn ra đi có để lại hai phong giản thiếp tú anh liền thưa nhiều quốc mẫu có để thư lại sao hoàng thúc không đem ra xem thử coi thể nào điền nguyên vào trướng lấy hai phong thư đem ra một phong giao cho khổng đại còn một phong thì bảo tú anh đem vào thành dần cho thánh mẫu bạch liên khổng đại cảm mừng liền mở ra xem thấy trong thư bảo làm kế trá hàng ám không giới diện nguyên mà cướp trại kế đó khổng đại cùng độc cô xuân lập tức dẫn theo ít tên sĩ tốt giả làm bà con của ngô trung đến giả hàng bên miêu định đặt toan bề nội ứng còn tú anh lạnh lấy giảng thiếp rồi liền hiện ra hào quang mà bay vào thành lan gia tức tốc Mây gặp lúc liêm thoại qua đi tuần tú anh thâu phép sa ngay xuống trước mặt thoại qua và thưa rằng tôi đây chẳng phải người lạ thiệt là học trò thánh mẫu hỏa dân đưa giảng thiếp của Trung lương nương tới cầu cứu cùng bạch liên thánh mẫu thoại hoa nghe nói bèn dắt tú anh đến ra mắt bạch liên tú anh dân thư lên thánh mẫu mở ra xem thì đã hay cáp diệt bèn dắt nhau trở về quân trướng và thuật lại cáp diệt cho điền côn hay Điền Côn nghe nói kinh hồn Bạch Liên mới nói Chẳng hề chi mà vương Gia lo ngại Xin hãy đến trống gióm hết trung tướng lại đây Bần đạo đó đó có kế điều binh Chẳng có sự chi lo ngại Điền Côn dân lệnh liền bước ra trước dinh đánh trống hội tề binh tướng Khi chúng tướng tới bái yết thánh mẫu xong rồi Bạch Liên đứng giữa sân Chấp tay lại giái giữa thinh không rằng đệ tử nay phải phạm sát giới, xin Lê Sơn lão mẫu thứ tha. Giái rồi kêu chú anh đến, bảo rằng, Dương Phi hãy đi mai phục ngoài thành Lan Gia, Hãy thấy khi nước lục ba đào, thì phải tế kim đâu lên, và niệm câu hồn thần chú. Tú Anh lãnh mệnh ra đi. Thánh mẫu lại kêu năm vị dương phi tới, cấp cho năm đạo linh phù, để hộ thân và ban cho năm con thiên hạt dùng đặng bay vào quần yêu trận năm vị dương phi y kế thi hành nói về điện nguyên khi khổng đại với độc cô xuân đã đi bèn truyền lệnh cho tống thiên và tống dạng tra điểm tam quân sắp đặt những đồ hỏa pháo chờ tới qua canh thì khởi sự tới lúc canh ba tề binh kéo thẳng tới miêu dinh thì không thấy phòng bị điện nguyên liền dốc quân nổi pháo hiệu và lướt vào hãm trại. Khổng đại và độc cô Xuân Nga có pháo hiệu, bèn ra sâu hậu dinh, thiêu hết mấy trại lương thảo. Miêu Dương nghe tin vào báo, liền lên ngựa xông ra, bị Điền Nguyên đánh trúng một chùy, tức thì nhào lăn xuống ngựa. Quân tề bốn bên áp tới, giết Miêu Bình chết thôi vô số. Còn năm vị Dương Phi, khi gửi hạt bay vào trong trận, thấy tối mù thiên ám địa hôn, Thánh mẫu dựa trên không thấy một cái bảo kiến chiếu ra hồng quang sáng như mặt trời đỏ. Hải quỷ biết có người vào phó trận, truyền yêu ma dùng bảo bối tế lên. Thánh mẫu lấy tấm sáu tự trúc đưa ra, đồ yêu bảo điều xa xuống đất. Bốn cửa đông Tây Nam Bắc bị mấy dị dương phi phá hết rồi, sát nhập Trung ương. Hộ thân đã có linh phù, nên yêu bảo không làm chi nổi. Lúc ấy, thánh mẫu lại động niệm ngủ lôi thần chú tức thì nghe sấm nổ gian trời cờ phan đều bị cháy tả tơi trận đồ cũng tan hoang hư nát hải quỷ kiếm phương tẩu thoát hồ ông tìm chỗ đầu sinh thánh mẫu liền bảo năm vị dương phi kiếp tới trung ương cứu chung hộ dinh đem về trại còn thánh mẫu cũng hiện hào quang theo đuổi quyết bắt cho được hải quỷ mới nghe hải quỷ khi ấy thấy cùng lực tận bèn há miệng ra niệm thần chú thì có năm vị long thần đến tiếp ứng hải quỷ nói vì bạch liên phá trận theo sự bắt quy tai xin các vị ra oai mà cứu toàn tánh mạng năm vị long thần nghe nói đều vỗ tay một cái liền thấy mây bay mịt mù mưa xuống ào ào đất bằng bỗng nổi ba đào thành lan da nước lên cao mười thước lúc đó tú anh mai phục ở bên thành xem thấy liền lấy cái kim câu luyện ra kim quang muôn đạo sáng loè năm vị long thần bị móc lại hết còn hải quỷ là con cá kim ngao ở ngoài đông hải cũng bị kim câu bắt lại cứng khư khi ấy bạch liên lướt tới lấy tấm sáu tử trúc tế lên bỏ hải quỷ vào trong chặt cứng kim ngao hết đường dùng dãy nằm ngay đơ trong tấm sáu, và xin khế thủ quy y thì may đâu có phật quan âm xuống tức thì nói với thánh mẫu xin từ bi hỷ xả Thánh mẫu dân theo lời quan âm bèn lấy cái tình tình bình đưa ra Rồi niệm chú Phật gia Hải quỷ bèn thâu mình lại Và chung vào trong bình ấy Kế đó quan âm cùng bạch liên từ giả Hiện hào quang bay thuốc về phổ đà sơn Lúc này Thánh mẫu thấy long thần còn mắt trong kim câu Liền niệm chú cho thoát ly khổ ải rồi bảo tú anh tới dinh tề cung nghìn quốc mẫu mà trở về thành khi nam dị Dương Phi đưa chung hậu về tới dinh trại Điền Nguyên với khổng đại mừng rỡ Còn đang đàm đạo chuyện trò Bỗng thấy quân vào phi báo rằng Có một nữ tướng tên gọi Thú Anh Còn đứng đợi lệnh Nên tôi phải vào tâu lại Chung hậu nghe tâu mừng rỡ Liền truyền lệnh cho vào Khổng đại bèn bước tới tâu thuộc cất Sự chiêu thân Và lại thêm được một người anh hùng dũng tướng Kế đó Thế tú anh vào đến quân trướng tâu rằng bạch liên sai tôi đến cung nghinh phụng giá vào thành đặng giữ lớp phong sương chung hậu thấy mặt tú anh cảm mừng và nói rằng ta nhờ duyên tất đưa giảng thiết phục trừ yêu đạo a gia phong cho làm bắt lộ dương phi còn anh là độc cô xuân thì phong cho chức tổng binh tả trấn hai anh em đều mừng rỡ tạ ơn xong rồi Trung hậu liền truyền binh bạc trại vào Lan Gia Thành. Lúc tới nơi, vợ chồng Điền Cung sẽ nghinh tiếp thẳng vào điện Ngân Loan, cùng nhau trò chuyện hân hoan, tiệc khao thưởng đoàn biên hỉ hạ. Đang khi vui vẻ bỗng thấy một đám mây trên trời xa xuống, ai nấy chẳng biết là điểm gì. Bạch Liên nói, ấy gọi là thần bia, phía trước có bốn chữ, Xuân Thu Oanh Liệt. Còn phía sau thì nhắc đủ sự tích Nếu không tin hãy lại xem thì coi rõ Thánh mẫu vừa nói dứt lời Tú Anh tới nơi xem Quả thấy đám mây lành lần lần tan hết Rõ ràng có một tấm bia Phía trước thật có bốn chữ Xuân thu anh liệt Còn phía sau thì có mấy hẹm như vậy Chung thấy chân sống lâu 110 tuổi Tường giang hội Giết hết năm vua Giảm thọ hai kỷ là mưa đá giải dây đàm thành, giảm thọ một kỷ, dùng quả công mà đốt đạo tông, giảm thọ một kỷ. Cộng mấy lần giảm hết 48 năm. Tề Điền Hằng sống lâu 120 tuổi, sủng hạnh triệu yên bình, quên dòng luân lý, giảm thọ một kỷ, sủng hạnh hạ kinh xuân, giấy động đao binh năm nước, giảm thọ hai kỷ. Cộng lại giảm hết 48 năm. chú Anh xem rồi tẩu hết lại cho Trung Hậu he. Trung Hậu thở ra và nói rằng ai già bé lâu nay tỏ tần cực khổ cũng là vì cơ nghiệp gian sơn. Từ rầy muốn dưỡng tánh tu chân ngặt có ba việc lớn lòng hằng hệ niệm. Một là Xuân Dương chưa thành gia thất hai là Lăng Tẩm chưa làm ba là sinh sản chưa rõ ngày nào nên chưa được vui mừng trong bụng điền côn và liêm thoại hoa nghe nói bèn tâu rằng lăng tẩm thị dương nhi xin đi tu kiến còn việc nhân duyên của ngựa đệ điền nguyên ngày nay cũng gặp lúc đương thần xin cho hai em thành thân cũng tiện Trung hậu khen phải liền bảo thoại hoa nói với lưu tuyết dân tắm gội trai thành sẽ cùng điền nguyên hương án cho hai người đảo cáo với trời đất thiệt động phòng hoa giúp vui dày càng ưa vì nết càng say tình ô qua thối lại ngày tháng như thôi đưa nghỉ binh đã được hai tuần mới truyền lệnh ban sư về nước vừa lúc đi chừng mười bữa thì đã tới thành thanh châu hỏa bài tiền lộ rủi mau trở lại phi báo rằng có huyền soái trường sa sai người dân biểu Trung hậu truyền cho vào, sứ thần tới trước nhung trướng dân biểu văn. Trung hậu mở ra xem có mấy hàng như vậy. Tội thần là trương xa Trăm lạy dân biểu tâu quốc mẫu lâm tri Đội ơn bớt sát tha về Lòng trung mái lược trọng bề trung hiếu Đem các diệt quốc dương trần báo Hiếu dương càng cám bội ân sâu Muốn sai người dân biểu đầu hàng Vì gian tặc bày tâu ngăn trở Đánh tôi bốn chục lấy làm khổ sở Lại xin chém bêu đầu ngoài chỗ thị tào, Nhờ trung thần bảo tấu Nên giam đèo nam lao Lòng oan ức khát khao trong tường xin quốc mẫu đoái từ đại lượng cứu tội thần đặng sống phen này nhờ ơn quốc mẫu ra tay buồn kiếp ngậm dành kết cỏ chung hậu xem rồi cả cười nói rằng ấy là tại gian thần huyết hải muốn du tấu đặng hại trương xa để ai gia về tới nước nhà rồi sẽ hưng binh giam phạt sứ thần tạ ơn xin lui binh về nước còn chung hậu cứ diệt truyền quân bạc trại khỏi thành chẳng bao lâu đã tới thành lâm tri hỗn hải quan hoàng môn giàu phi báo tuyền dương đem các quan ra khỏi thành nghinh tiếp điền nguyên lập tức tâu lại cho trung hậu hay gặp nhau mừng rỡ quá vui cùng nhau thẳng tới kim loan điện Tuyền dương liền rót ba chung ngự tử mà dâng cho chung nương nương trung hậu tiếp lấy dội vàng và tạ ơn thiên tử cái đó dân võ thế đều triều hạ chúc mừng cẩm tú thái bình tuân thu oanh liệt gian danh việc chinh chiến đã đành xếp giáp trung hậu khi ấy nói nay còn ngụy hàn và ngô ba đứa chưa đầu hàng thì nào được thái bình vậy phải nên sai mạnh tướng xuất chinh mới dỗ an được một mối tuyên dương khen phải trung hậu bèn kêu điền côn điền đơn và điền nguyên tới mà phán rằng nay ai gia đã chán bề chinh chiến còn phụ dương mấy con đã gần đất xa trời vị từ quân chưa lập cho ai nếu có việc đơn sai thì khó nổi thằng ngô ngụy lòng hằng gian dối dưới nước tề bối rối oán thù nhưng mà chẳng sớm trừ e để sinh hậu hoạn nay có một lời quyết nói hẳn ai đi về trước thì lập làm từ quân bây giờ phải bắt thăm ai trúng đâu thì đi đó